Kính thưa Quốc hội, tôi tranh luận với lại cái nhận định của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Một cái nhận định mà đại biểu nói là chưa bao giờ uy tín của cái ngành tư pháp xuống thấp như bây giờ. Thì tôi, đại biểu có cho biết rằng là cái nhận định đó là nhận định mà đại biểu nhận được qua ý kiến của một số cá nhân qua điện thoại. Thì tôi thấy rằng là bây giờ nên nhìn nhận như thế nào cho nó đúng. Bởi vì rằng là nếu mà phát biểu của đại biểu mà theo cái cách mà gọi là nhận định qua cái tiếp nhận cái thông tin qua điện thoại thì có được coi là có cơ sở hay không? Mà cái nhận định này tôi cũng cho rằng là một cái nhận định mà phủ định sạch trơn cái thành tựu của ngành tư pháp. Tôi cũng nhận được một sự ý kiến của một số phóng viên có hỏi tôi về cái vụ án này, vụ án khác. Nhưng mà tôi xin lỗi là tôi không thể trả lời được. Bởi vì sao? Bởi vì tôi không được nghiên cứu hồ sơ, tôi không được theo dõi cái vụ việc nó đến đầu đến cuối. Và tôi cũng không được cung cấp những cái tài liệu nó mang cái tính chất chính thống của ngành. Thì tôi không thể phát biểu được. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là ở đây nó đặt ra một cái vấn đề về cái việc mà cái cơ chế thông tin cho đại biểu mà khi mà thảo luận về cái luật tổ chức quốc hội tôi đã nói rồi. Là làm như thế nào để phải có một cái cơ chế để thông tin cho các đại biểu quốc hội một cách chính thống, để trên cơ sở đó là khi mà đưa ra thảo luận thì người ta có những cái nhận định cho nó đúng. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của đại biểu Hoàng Đức Thắng hôm thứ Bảy, và tôi cho rằng là ý kiến của đại biểu Phạm Hồng Phong là mặc dù rằng là có ý kiến để thanh minh cũng như là để bảo vệ ngành, nhưng mà tôi nghĩ rằng là vô tình xúc phạm đến cái sự phát biểu của đại biểu khác là không nên. Xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu K24 Lưu Bình Nhưỡng tranh luận, và đại biểu Nguyễn Tạo Đoàn Lâm Đồng chuẩn bị. Xin cảm ơn Phó Chủ tịch. Xin kính thưa Quốc hội, cái nhất là tôi cũng cảm ơn đại biểu Sĩ Cương ở chỗ rằng là chúng ta cần phải có cái cơ chế thông tin cho đại biểu. Tôi biết hiện nay là tôi biết rất nhiều cái chuyện là còn chặn các cái đường thông tin đến đại biểu, và cá nhân tôi nói trước đại hội và quốc hội và cung dân đồng bào như vậy, tôi biết chứ không phải không biết. Hôm nay tôi nói đây rất cảm ơn cái ý kiến này của đại biểu Sĩ Cương. Đấy. Thế còn cái trường hợp của đại biểu Hồng Vân ấy, thì tôi là con người rất ưa thực tế. Từ năm 2017 khi mà tiếp cận với lại doanh nghiệp, một cái người mà 5 lần dũng sĩ diệt Mỹ, 81 ngày đêm chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị là thương binh. Ông ta ngồi khóc tại phòng tôi, và tôi đã nghiên cứu rất kỹ cái vụ này. Không có cái cơ chế gì biện minh được đâu. Tôi nói thẳng đấy, tôi vào tận nơi rồi. Tôi gặp cả bà con ở đó rồi. Tôi gặp cả cán bộ đó rồi. Người ta ước ao là doanh nghiệp về dùng công nghệ của Đức để tuyển khoáng sản để phục vụ cho địa phương. Chất thải thì được sử dụng để đóng gạch không nung để phục vụ cho bà con, coi như là gia đình người có công, mang lại kinh tế cho địa phương và cho đất nước. Nhưng mà người ta đầu tư khoảng 60 tỷ trong 12 năm nay, coi như là để doanh nghiệp như thế thì chúng ta suy nghĩ như nào? Còn cái câu chuyện quốc phòng an ninh ấy, thì tôi xin nói như thế này này, người ta tốt là người ta đã mua lại toàn bộ cổ phần của nước ngoài. Các anh còn có cái ý kiến gì nữa? Nhạy cảm cái gì? Bộ Tài nguyên Môi trường báo cáo Thủ tướng là phải đề nghị địa phương cấp phép. Bộ cũng đã nghiên cứu kỹ, Bộ Công Thương có ý kiến đồng ý. Bây giờ một mình địa phương, một mình một ngựa bảo là không. Tôi cho rằng như thế là không công bằng. Làm như thế chỉ có giết doanh nghiệp thôi. Đấy không phải là âm mưu, không còn là cái gì nữa. Tôi nói thẳng đây vấn đề như vậy. Các đồng chí muốn bao biện thế nào bao biện, nhưng thực tế nó vẫn tồn tại. Chúng ta phải tôn trọng thực tế và tôn trọng pháp luật. Xin cảm ơn đại biểu. Xin cảm ơn. Và lưu ý đại biểu rằng là không có một chủ trương nào chặn thông tin của các vị đại biểu quốc hội cả. Và nếu có thì đại biểu quốc hội cung cấp cho đoàn chủ tịch biết.